quá trời ở chỗ này nè mẹ, quá trời luôn. Thôi thôi thôi, nó đây nè, chính chị lử chân luôn nè. Cái táo gừng cái trái nó bằng cái ngón tay cái là lớn rồi chứ. Cái này là cái trái nó nhỏ thật. Trái nó nhỏ thật ơi. Wow. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là nó còn non. Dạ, còn non. Mình lớn là muốn ăn được rồi nè chứ. Lúc trước ở gần nhà mình có nó chát trên. Ôi ở trên đó có một trái chín nè kìa. Chín. Nè chứ. Chín rồi nhưng mà thôi ăn đi. Thôi làm hại ngon quá. Ăn thử nha. Hôm nay cả nhà ăn thử táo rừng. Nghe gụm gụm nhưng mà không ngon. Không ngon, nó nhấm nhấm. Thì hiện tại là mấy chị em chứ mẹ cũng tiếp tục phần 2 ở bên kênh Chân Thành Miền Tây á cô chú anh chị. Thì sẵn đây Thành cũng xin giới thiệu lại luôn. Thì hiện tại là giờ này tầm khoảng 2 giờ chiều rồi cô chú anh chị. Mấy chị em với mẹ thì đang có mặt ở đây là ở ấp Tổng Cán của thuộc xã Lưu Tú của chú anh chị, huyện Trần Đề. Thì hôm nay thì mấy chị em với mẹ đi giăng lưới. Giăng lưới ở ở bên cái ao bên đó đó cô chú anh chị. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Trái đu đủ Sừng Châu nữa hả? Ừ. Vậy chứ trong cái cây đu đủ này là có trái đu đủ Sừng Châu là ngon nhất. Dạ. Nó không có ruột luôn mẹ. Ấy là không nó không có hộp. Cái ruột nó đặc ruột luôn á. Rất là ngon. Nó nhiều. Nếu cô chú anh chị mà có xem kênh Châu Thành Miền Tây thì sẽ biết là tiếp tục phần 2 của mấy chị em với mẹ sẽ đi qua bên phía bên kia giăng lưới rồi chú anh chị. Sư đũa hả là? Sư đũa. Cái này là con máng đại cái đầu lưới vô đất luôn mà chú. Máng đại đầu lưới đất luôn. Máng vô đại vô luôn à. Giờ hai chú cháu xuống giăng à coi chú anh chị. Cho mẹ với bé Xu với chị Hai ở trên đi. Xíu thăm hả mình xúm xuống mình thăm. Bữa nay gán quậy tưng bừng một bữa cho hy vọng là cái clip đẹp. Hy vọng là cái tay lưới này sẽ trúng lại. Chứ hôm bữa giăng tay lưới có hai con à cô chú anh chị. Bữa giăng cái tay lưới đó con muốn khóc. Vậy bữa này được chừng 2kg ha. Dạ. 2kg là đủ ăn à. 2kg là đủ rồi. Lấy uy tín lại với bếp trưởng mới được. Bữa cái ao bên đó là mình giăng gì đâu mà mình đang nghỉ dính luôn mà nó không chịu dính. Lúc nãy là mình ở bên kia mấy chị em cũng kéo ốp lưới, cái lưới ếch của mình đó cô chú anh chị. Mấy chị em lấy đi kéo tép. Cô chú anh chị mà xem bên kênh Châu Thành Miền Tây thì sẽ thấy cái phần 1. Bên đây là tiếp tục phần 2 của mấy chị em rồi. Cái tay lưới mình thì 4 phân cô chú anh chị. Bốn phân này con thấy lỗ còn hơi nhỏ đó các thằng. Đúng rồi. Bốn phân lỗ nhỏ, nếu mình giăng cá bự là 6 phân, 7 phân, 8 phân gì cũng được. Mình giăng cá bự cái lưới lỗ nhỏ quá nó chạy tới là nó đụng cái lưới nó dội à. Cá này chừng cỡ 3 ngón tay, 4 ngón tay dữ lắm là 4 ngón tay à. Dạ. Cái lưới này dính cá cái này. Bên đó là nguyên một bờ chuối luôn. Mình thấy gió bên đó qua bên chạy mình qua bên đó mình bổ dài xuống coi chú anh chị. Ôi, mình nó chuối quá trời chuối luôn. Ở đây đi rồi mình lên trên mình ngồi mình đại hồi được cả nửa tiếng gì đó rồi mình thả lại. Mình ngâm lâu lâu mới có cá nhiều. Dạ. Thiệt hả chứ? Thiệt á. Ngâm cá bao lâu lại? Ngâm chắc ít gì cũng phải 2 giờ phút nửa tiếng. Giờ mình lên trên để mình ngồi xíu nữa thì mình sẽ xuống dưới cuốn rồi mình sẽ quay tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị. Lên con. Là chấp lên trước rồi. Ai lên rồi. Cô hai bẩm đó trời bẩm sao. Con tính gạch cô hai gần lắm mà cô hai bẩm đó trời. Kéo em lên cây đi. Ây da trời quá trời mạnh này. Quá trời mạnh này. Kéo tới nổi chuột luôn. Giờ mình ngồi đợi cả nửa tiếng ha mẹ. Đợi cả nửa tiếng nữa bắt đầu mình cuốn lưới coi. Mẹ đánh bơi về cù lao ấy vậy mẹ. Mẹ bơi về cù lao hả? Cẩn thận mẹ ơi.
mấy cái ao tôm thì thường thường là rất là sâu của chú anh chị. Đúng, cho mẹ biết bơi không nào? Dạ biết chứ. Con có nghe kể tuổi thơ của mẹ rồi. Cô gái miền Tây đang khui chèo nha cô chú anh chị. Dạ của người ta mẹ ơi. Của ông chú đó ha. Dạ con, cái ao của ông chú nhưng mà con không biết ai giăng nữa. Cái ao này là cái ao tôm của chú nè cô chú anh chị. Nhưng mà chú mới nói là cái ao tôm này bị giống như là bị hư rồi, cho nên là bây giờ bỏ không có nuôi nữa. Bự luôn chứ, cái lượng cá phải lớn. Trời ơi bơi gần hỏi. 40-50 con. Ước thật ơi, nhìn mẹ gỡ thật. Chú bà con bơi xuồng hay quá trời luôn kìa. Chiếc xuồng này mình xuống dưới là nó đảo lắm á cô hai. Ở sao bà cô đi vững chân vậy? Chứ cô hai mà xuống là nó lắc dữ lắm luôn. Xuồng kẹt bút xít. Đứa mình văng nãy giờ cũng tầm khoảng nửa tiếng rồi cô chú anh chị. Giờ nãy giờ mẹ con ngồi đợi mà thấy hồi hộp quá trời luôn. Thấy lưới giật quá trời giật không mẹ? À? Thấy lưới giật quá trời mà muốn lưới nha. Lạnh cái gì vậy lạnh? Lạnh là lội xuống mương cái là nó hết lạnh à? Dạ. Nước cái mít mình thì nó bị hư của chú chị. Nước mình chìm hết trơn rồi thành ơi. Chắc là không có cái mít thì thành quay nó hơi nhỏ. Nhỏ quá trời nữa nè. Dạ. Hơi ồn quá. Rồi bây giờ mẹ trên bờ. Mẹ trên bờ hả? Dạ. Không đi cuốn lưới nha. Ai chồng. Mới xuống là có rồi đó thật ơi. Mà có quậy cái lưới mình te tua hết trơn rồi. Dạ nó cuốn càng cái lưới hết trơn rồi. Cuốn càng cái lưới à hai con. Mình gỡ thôi. Mình cuốn lên luôn hả? Cuốn lên đi rồi mình hãy gỡ luôn coi. Cuốn lên nè, mình hãy gỡ luôn. Tội nghiệp cái lưới mình quá à, nó te tua hết rồi làm sao giờ lại. Sao mà không nắm được đây. Cái khó gỡ. Cái này con nghĩ chắc mình gỡ xong rồi mình quay lại cuốn dễ hơn lắm thành. Dạ hả, gỡ luôn hả con? Dạ. Dạ gỡ đi. Có khi nào đang gỡ đâu này trong nãy giờ vừa gỡ thì xong cầm kéo quay lại nó dính không chú? Mới mới xuống mà thấy hai con là thấy ấm rồi đó. Hai con cá này cũng chặt. Quá thiệt quá trời. Được con thẻ. Con thẻ luôn không chú ơi. Vậy hả? Cái lắc mà nó bự vậy đó không chú? Hả chú ơi. Dạ. Dạ. Con tép tép mà bị lớn rồi hả? Ồ. Con tép này con tép cụ rồi. Khoan cầm lên chứ. Ok. Khoan. Nhường tâm thẻ. Con chú nó con này. Nó gặt quá trời luôn nữa thằng ơi. Chú nói con này là con tép đất. Chứ. Mình phân từ từ, phân nước từ từ luôn con. Hả sao? Phân luôn đi con ơi. Phân luôn đi con. Phân luôn đi. Này im rồi, bên này gỡ gạt lại hôm bữa. Hôm bữa văng lưới được có hai con rồi. Cá một câu. Đúng rồi. Sao vậy sao? Cái gần đầu cua đó nó căng dữ luôn. Để xíu hình đây đó. Mình quay cái cây cần câu cua cho cô chú anh chị xem. Ông chú ơi, ở đây ông chú câu cua hả? Dạ. Để là hồi nào mà có dính cua cái chú câu cua. Trời ơi xu làm cô hai tưởng tép nó bún rồi nè. Còn thấy cái gì nhúng nhích nè đó cô hai à. Trời ơi kìa. Quá đấy ba con luôn. Trời ơi sao quá vậy? Bốn con luôn gì vậy? Ba con. Ủa đúng con luôn rồi. Từ từ ơi, đừng. Bờ mày gỡ cái cuốn lên bờ gặp mày nổi. Dạ. Dạ thôi kệ con gỡ từ từ. Thôi rồi cô đi gã cho câu tôm, câu cua kìa. Dạ rồi, không có rồi. Nếu mà cô chú anh chị xem clip bên kênh mới của mình bên Châu Hạ miền Tây thì thấy lúc mình đi văn lưới rất là chật vật luôn. Nhưng mà qua bên đây thì văn rất là khỏe. Thường mà nó trúng cá là cái lưới cái phao nó chìm hết trơn rồi ta đây. Chắc lưới này trúng cá à. Dạ. Chìm hết trơn rồi hết thấy lưới luôn. Hết thấy lưới luôn rồi. Mới đi một chút xíu thôi mà được bao nhiêu rồi nè. Được bao nhiêu rồi nè. Ừ. Là thấy ở đó còn mấy con nữa. Trời ơi. Trời đạp lên con cá luôn. Cá nhiều lắm. Dính không? Đạp dính không? Không, chạy rồi. Nó nằm chắc con cá mày gỗ. Đừng đạp dính con mò xuống lội xuống. Rồi, trời đất đâu lạnh. Vô mắm lại. Quá. Con cá mập mập không à. Ôi. Cá phi. Rồi bữa nay quà dính tép luôn nè hả? Tép đầu nhỏ. Không mà cái lưới này mà dính được con tép là hay chứ. Thả nó đi. Cái gì bà con? Thả nó. Tép dữ lắm nè.
Dạ. Tới quay trở lại dính con cá ngán của bé Xu với bé Thành. Cái này không biết làm cái gì đây luôn. Con cá ngán. Tới lúc này. Cái này làm văng một tay một rồi đủ ăn luôn. Ông chú nói với mình là mình cuốn xong mình đi lên bờ lặn. Tại vì ở đây là sẽ dính cá rất là nhiều luôn, mình gỡ ra đây không nổi đâu. Quá trời rồi mẹ ơi. Chắc phải chuyên xả quá. Bà cô nói vậy là hầm chảy nước miếng đó bà cô ơi. À, mày nhìn là bao la. Dạ trong đó cũng có con nữa. Rồi con nó dính ra rồi. Châu vui. Nó mà chơi luôn kìa. Cá này lứa 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 không à. Quá trời. Cá này nó như cá phi á, thì nó không có giá trị kinh tế của chú chị. Tại vì mình đi kiếm ăn thôi, chứ thật sự mà kiếm bán thì nó không có giá trị. Ký có 20. Tính quá vô luôn hả? Vô luôn kìa. Tính vô kìa chứ. Tính vô kìa. Ở đó nó kìa. Vô tự nhiên nó vậy, nó vậy, nó vậy cho con. Nè hơn 1 ký rồi đó. Nó vậy cho con cái nó bắt. Mình gỡ chắc được khoảng 5 mét lưới. 5 mét lưới. Mình còn 45 mét lưới. Thôi nhưng mà như vậy mình cảm thấy vui ha. Ừ. Còn mình đi ăn, trời có cái chầm chỗ hả, mình không ăn được cái gì đó. Buồn hiu. Đi mình không có sợ cực. Dạ. Mình chỉ hy vọng là nó trúng thôi. Ồ, quá trời cá rồi. Được không Xuân? Trời ơi. Trời ơi. Mẹ sẽ mê lắm luôn. Mà con hai la rồi mà con phóng xuống. Cái này hết nó nổi chứ. Không thể tin được. Hồi bữa nó đi ở dưới cái ao quan, giấy dính được con rồi nó được cặp. Này mong cho. Bữa đó con hai tính kêu Su Su ok mà ai về đâu Su Su đi sao không à. Sự cố của Su Su. Sự cố Su Su. Ở đây mình nhìn qua mấy cái quạt gió sát bên đó thật. À, ở bên đó mà đi là xa. Gió Vĩnh Châu qua coi cho mình chỉ cách con sông cái. Cách con sông Mỹ Thanh nha. Dạ. Cái quạt gió đó là cái chỗ mình đi đục hào á, là thấy sát bên luôn á coi chú. Nó quy quá trời luôn trời. Cái cá nhỏ khác. Dê đây nó nè lên nó ui. Cá phi. Dạ. Cỡ một không? Cá phi lứa. Chuột là có chuột lứa, cá phi có cá phi lứa. Ủa, con. Chờ mà ba con luôn kìa. Trời, bữa nay nhiều quá, chắc mình ăn cá nhiều ha. Nếu mà bữa nào mình ít cá thì mình sẽ ăn cơm nhiều, hoặc là ăn bún nhiều, hoặc là ăn rau nhiều. Bữa nay mình vô mắm mày luôn. Cái này là gọi là... Con nghe mùi cá nhán đi chú ơi. Có những con cá ngán mà đôi khi mình muốn không được luôn. Dạ, cũng như hôm nay tổ đãi mà. Dạ. Hôm qua mình kiếm cá ngán mình đang nỉ rồi mà không có nữa. Rồi như bữa nay cái vô đây cái. Ôi giời. Mà con cá phi thì đạm nhiều lắm á con hai. Dạ. Cái chả cá phi ăn cũng ngon. Đạm nó dữ. Có chả nữa. Có. Bữa đó chú Chính chỉ con cá. Con cá mè Vinh. Con cá dặm. Mình cắt cái đít ra chứ. Cắt cái đít ra mình lấy cái cây mình đè xuống. Nó ra thịt. Mình lấy cái cây nặng á, xong rồi mình đè nó xuống là nó sẽ xịt cái thịt đó ra. Mình khỏi phải cạo. Tự động chạy vô miệng của bé Xu. Xanh gà. Xanh gà luôn. Thằng nói con nổi ra gà. Sáu con. Ê. Bây giờ dính. 7 con luôn. Dính quá trời dính rồi cho anh chị. Cá này uống luôn. Cái chỗ này dính. Dạ. Mà có ghiền nha. Mà có ghiền nha. Sao lo chiếc xuồng cho bà con sao? Lo chiếc xuồng cho bà con. Lo cái xuồng cho. Mẹ xuống không con cậu nghe đây nè. À bà con biết bơi xuồng không bà con? Ờ nãy bà cô bơi. Cái chiếc xuồng ở đây cho bà con bơi vòng vòng. Cái gì vô cái vò không vậy? Quá trời rồi. Không. Cái này nó nhọn nhọn chứ bơi cá. Gai cá. Cô hai lớn trời ơi. Tiếp trưởng chịu hết nổi này đi kéo cái xuồng mà giúp bé Xu qua rồi cô chú anh chị. Mẹ nhau mê lắm. Lúc nãy đi á cái mẹ nói là tại vì cô chú anh chị thấy mẹ cho đi heo nó che mắt rồi lặn lội cũng cực khổ.
cái khuyên mẹ thôi, ở nhà đi để cho mấy chị em còn khỏe còn trẻ thôi, để cho tụi em lặn lội đi thôi, mẹ ở nhà đi. Nhưng mà mẹ nói lên xe mẹ nói chứ là không biết mẹ làm sao nữa. Mà mình đi là mẹ đi cũng không có yên tâm đâu. Đúng rồi. Rồi nếu mà mình đi thì bỏ đi bỏ mình ở nhà với dâu tây thì cũng không yên tâm. Dữ lắm. Đây đó. Đây. Sao sao dặn cho bà cô xuống cây vững rồi sao vô. Có thấy gì dầm không? Có gì à? Tới gầm chuyện với tiếp chuẩn nữa. Mẹ lại thấy con chưa? Mẹ sao mẹ ngồi hổng rồi con ghê vậy hả? Rồi chìm luôn rồi. Cô lôi bà cô đi lại. Cụ gùa. Cụ gùa. Giống này cụ gùa chảy qua sông quá à. Cái gùa gùa. Cái này giống cụ gùa chảy kéo qua sông quá. Ở chỗ này nè mẹ. Quá trời luôn. Thôi thôi thôi. Đây nè, chân chị. Lự chân luôn. Ờ cỡ một à. Dạ. Dạ. Cái nó sinh sản nhiều ghê luôn á. Để mai mốt con kiếm lưới bự xuống dưới luôn. Cái lưới dụng lên tường luôn. Trả sườn lên luôn. Chắc xíu mình bắt để quan à cô chú anh chị. Còn lựa cá nhỏ mình thả lên bớt. Mẹ nó đang coi không mà chú ơi, nó một cỡ một. Buồn đẹp chứ. Quá trời. Quá trời. Chị ơi, ta lưới này là ta lưới kỷ lục của mình rồi đó nha. Buồn tiền chứ. Phải chi cái ta lưới nhà mà nó cũng dính được vậy ha. Trời ơi, nhầm bữa hồi, hả? Hồi lúc trước không rồi. Cái mình giái ông cậu, bà Thủy gì giái quá trời luôn. Mà hất là cũng hất à. Út, hồi đợt trước con làm bên kia Út. Đi văng lưới với ông kia, ông Thận á. Đi theo ông văng, văng vợ ông nổi luôn. Cái xuồng nghe nè, văng hồi cái nửa xuồng. Nó phiên con bằng bàn tay, bàn tay vậy nè. Mà nếu mình bủa hai lần là dám có một bao lắm ạ. Quá trời. Tại một bao luôn. Bữa nay cột bụng thắt eo dẫn bà cô theo mới được nha. Nó cột cái bụng nó lôi chiếc xuồng đi. Rồi ok. Su đừng làm nha, là cái xuồng hay xuồng. Cô có đăng bà cô ơi, có lôi đi được rồi. Rồi ok. Rồi ok. Trắng rồi kìa. Thôi. Kẹo luôn. Kẹo quá chứ. Rồi ơi. Ơi kìa. Nó lừ đầu quá chơi kìa. Trời ơi. Mình lập kỷ lực từ trước tới nay luôn. Cái này nhiều cũng có chứ cỡ 5kg có à mẹ. Quá dữ rồi. Ồ. Được cái tôm ăn chú ơi. Đâu ra cái vậy? Con tép lại. Tép bạc đất ngồi lớn ra mẹ. Tép bạc đất ngồi lớn. Wow. Tự nhiên nó lại lại trước mặt mình luôn chứ. Quá trời. Ông ơi, ông ơi, hổm này mình đặt cái lượt hai con, bây giờ mình đặt cái lượt một lưới. Quá trời rồi. Ừ, là mũi dính cá vậy tanh không? Có một con cá không? Một ta lưới mà bốn người gỡ. Bởi vậy lúc nãy, lúc mà mình chuẩn bị xuống là ông chú nói rồi, đi lên bà gỡ đi chứ mưa gỡ không có nổi không. Đen thui. Coi. Đen thui luôn nè. Gọi này à. Có hai gã con, nó còn bốn con. Có ai thấy con đen này có hai gã chứ. Rồi sao mình còn bốn con như con. Ai còn không có bốn con đâu. Ai dịch cho mình con cắm con. Em trưởng gỡ cũng hay lắm à. Không phải bốn con không đâu con ơi. Giả mang con nào. Bốn con có mà kệ đi mẹ, thả nó kệ đi. Giả mang. Nó dụ con nào được là mừng con đó đó mẹ. Còn cái sau lưng con hai nó chìm chìm nữa kìa. Bây giờ dụt là mừng chứ nó dụt là buồn. Nó quậy ở trên trên luôn kìa. Quá trời. Mình không có ở chỗ nào mình không biết rồi chứ chị. Mình không có biết chỗ có.
Nãy giờ Thành cũng quên nhìn trên xuồng nữa. Bây giờ mới nhìn trên xuồng. Bao nhiêu rồi đó hả mẹ? Trời ơi. Dưới thằng vậy? Nãy giờ không có nhìn lên xuồng. Tưởng trong túi không à? Không biết nhiều chứ 5 kg là chắc ăn đó. Xuồng á thì bữa thì em lính nữa con. Không rồi con kết lưới lưới cả. Cái túi đó cũng cỡ gần 5 kg rồi đó. Nhiều quá. Trong bay không hồi ngắn vậy đó nha, phải lưới 100 mét nữa không biết sao. 100 mét nữa mình gỡ chiều luôn nè, tới chiều. 100 mét gỡ hồi lên bờ rồi khóc ra luôn. Ăn rồi gỡ lưới thôi. Còn chút nữa là hết lưới hay gì đó mẹ mình quá. Hết lưới à, giỡn khúc này xong rồi kiên tả ăn mệt rồi đi. Ôi ơi nè. Quá khủng khiếp à. Giọng cái đi hẳm nói bên kia sợ ma, bên này cười cũng sợ ma hơn. Chúng thái cười giờ chúng lại mừng quá trời mừng. Tôi đang lấy chúng bánh vô hái chúng mình mắc cười theo luôn. Giọng cười đồng tiền. Ngồi dẫn nha. Con để là xong rồi giờ chuẩn bị tâm lý cho xong. Ngồi hút miếng kìa. Trời ơi. Chắc bạn tao lớn rồi luôn. Cái này chắc cỡ 60 kg rồi ha, không nhiều đâu. 60 kg không nhiều đâu. Không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu. 60 kg à. 60 kg à. 60 kg à, không có nhiều đâu. Chú lưới này nhớ bao chuột nha. Nhớ bao chuột. Dạ. Nhớ bao chuột nhé. Ôi dạ. Ai dạ, phải rồi. Ồ, cái gai nó âm nhức quá xui. Chị không ai biết. Rồi con hai leo lên chảnh thôi, con chịu bên đây cho mới leo lên này. Không chở con để quá trời. Lên. Cái xô này chở trời ơi. Chở 4 người phải không ạ? Này 4 5 người luôn á, đâu có kịp ai. Con chịu bên đây lên. Lên đi, lên đi, lên đi. Là dân một tay một đủ ăn rồi, cô chính chạy ra bắt đầu mình lên để hình chế biến. Mình phải chịu bên con xíu xù nó lắm. Rồi mình chán rồi. Trời ơi kìa. Ngồi cái này coi miếng dán này. Dạ, ngồi xin giữa, ngồi xin. Ừ. Này. Rồi, bay đi xuống ơi. Rồi, bắt đầu mình đi lên. Đưa nàng về Vinh. Ôi, bay đi như bò bò vậy đó. Cái dầm này như là cái gì rồi đi du du luôn. Cái chạy tuốt vô trong mà bà ơi. Thăm lưới xong rồi chuẩn bị về. Bắt đầu phát hiện là con gắn rồi chứ anh chị. Cho nó là mấy chú cháu đuổi theo. Sao rồi? Chiến thắng không? Chiến thắng rồi. Đi anh đợi đâu rồi. Gắn gì sao? Quá wow, gắn bự. Lúc nãy mình thấy nó ở trong phía bờ nè chú anh chị.
à, không biết là con gắn hay con lươn. Được heo cuối cùng là con gắn. Quá wow, gắn bự. Quá wow, bự quá trời bự luôn. Gực gực đuổi quá dữ vậy. Ôi nó dài. Ôi ôi. Thấy không, cô hai nói nửa cùm tay mà. Tại vì cái ao này rất là bự luôn cô chú chị. Mà nãy giờ hình như là mình dí nó hết cái ao này luôn á. Tại ở Thành vác cái cây quá nặng. Con ghim con hay gì á. Có về mà còn thấy con gắn. Sao sao? Con chạy con chút cái quần chứ. Sao ai sao sao đâu sao? Tụt quần luôn ai. Trời ơi. Nói được theo con gắn tụt quần luôn. Mặt mày hết trơn rồi. Mày té nổi rồi. Là mình đợi nón bảo hiểm rồi đó, đó là mình chuẩn bị về rồi đó cô chú chị. Quá trời. Anh Hạnh ngậm vậy. Em ngược tới em tụt cái quần mất tiêu luôn nè. Tụt tới với mất ta luôn nè. Gắn này là gắn dịu hả? Gắn khổ ngựa hả? Khổ ngựa chứ. Gắn này nhỏ. Gắn này chuyên được cơ. Đây lớn là nhỏ. Bự ha. Tính ra bự mà. Ê mà con này nó bị có vô. Bị quấn. Quấn cầm lấy hơi cái đi. Tôi gắn con mắt kính đó, xù lại khẽ đó. Em ngọt tay em xúc cái quần luôn là anh hiểu rồi đó. Ngọt cái quần này nè. Cái này lưng khúc nó dính đây, còn khúc nó dính dưới. Quần con nó mừng rồi đó. Hồi nãy hên còn cái quần á. Ông ngoại chạy cái chỗ đó nó có cái dũng của đâu có biết. Có bước là cái hộp tứ hộ chứ. Nói gì chứ nhờ đâu người dí á. Chứ mình đang lặn lại nó. Đúng rồi. Nó lặn xong một khôn là nó đi một khúc rồi đó. Đây là tính xỉu rồi nè. Dạ, nó dám lặn lên tới cấp quả. Lại cái khúc đó. Lúc nãy không Thành, phải chi mình lại đây mà mình để ý trước là mình thấy nó trong cái bờ rồi. Tại vì lúc chứ nhìn xuống là chứ thấy nó trong cái bờ nè. Tưởng con lươn. Chứ thấy thì sao mà nhìn nó đỏ đỏ tưởng con lươn không à. Thôi giờ mình chuẩn bị về con á. Giờ mình chuẩn bị về. Anh Duyên Xu khỏe anh con á, con vác hai cây nè. Không, giờ này là cũng hết sức rồi. À, vậy là giờ mình về. Giờ cho cũng hẹn cô chú anh chị ở Cầu Chi Liên nha. À, nãy giờ thì Châu với mẹ cũng chạy về trước rồi chứ anh chị. Giăng lưới xong rồi thăm lưới rồi mình cũng chạy tranh thủ chạy về bên cù lao. Tại vì bỏ vào tay ở nhà thì mình cũng không yên tâm á. Tại tối rồi vào tay nó trong. Bởi vì hai mẹ con tranh thủ chạy riết về. Út Thành á thì về sau. Bởi vì về đây hai mẹ con mình làm cơm trước hay mà. Mình làm cơm trước con. Dạ. Về đây mình làm cơm trước một chút nữa. Út Thành với mấy đứa nhỏ về thì nó có cơm sẵn ăn tại dạ. Giờ này cũng tối rồi cả nhà, nếu đợi Út Thành về thì đói bụng dữ lắm. Đúng rồi. Bây giờ con cho cũng ngoài cô chú anh chị cùng vô bếp với hai mẹ con giao lương nha. Mình đang tỏi mình chuẩn bị nấu hay nè. Mình tỏi thằng mẹ chuẩn bị mẹ hầm gắn hồi nãy dạ. Thì có bắt được con gắn rồi cả nhà, rồi con gắn thì mình hầm đu đủ, hầm xả với đu đủ. Còn cá này thì mình muối xả. Mình vớt cứu chót được con gắn rồi chứ anh chị. Với lại mít mít cá. Cá thì nhiều lắm. Nhưng mà mình giống như mình lấy về một mớ đủ còn ăn nè. Đủ ăn còn dạ. Mình để dưới để cho vợ Nghĩa nó phơi khô. Còn mớ thì mình để đó. Dưới chị. Giống như chia sẻ nhau ăn. Và gắn này thì bữa nay mẹ cho sẽ hầm xả. Ý là hầm đu đủ hay mẹ? Hầm đu đủ. Hầm dạ. Đu đủ như hầm xả rồi mình bỏ đu đủ vô luôn. Dạ. Ngọt lắm mẹ ơi. Nếu mà ai mà trường hợp không ăn gắn có thể ăn đu đủ. Cái này mẹ lại đặng mẹ xào luôn. Xả rồi thơm, xào rồi xào nha. Con gắn này tính ra cũng bự hết nè. Cũng nhiều quá nè. Dạ. Cái này là gắn mổ ngựa hả nè. Ừ. Mình cho nước dừa vô luôn hay mà. Mẹ cho nước dừa vô luôn đi. Dạ. Mà hầm cái này thì có nước dừa thì nó ngon hơn hay mà. Cũng biết rồi cho. Dạ. Cái dừa của mình thì nước rất là nhiều luôn. Ừ. Giờ này thì cũng trễ rồi. Thành ra dạ. Mình không có đợi được. Hai mẹ con ở nhà làm cọc cạch từ sợ, từ. Sợ vô tay nó ở nhà nó đói bụng nữa. Dạ. Cho nhỏ ăn trễ quá.
giao tay, nghe tiếng bước chân giao tay rồi đúng không? Giao tay trốn. Không. Giao tay hả? Chào mừng cô chú. Định qua bên đây cái chứ Hai quay bên kia. Còn mấy tấm hồi đó, chứ Hai thấy giờ thấy cái bước chân nó vô tay là chứ Hai biết rồi. Tại sao mẹ không biết rồi. Chổng dục nước. Chổng dục nước hả? Chổng dục nước nãy giờ hèn chi nghe nước chảy hết trời luôn á. Cho tay đói bụng chưa? Hả? Cho tay đói bụng chưa? Đói bụng chưa con? Có. Có rồi hả? Đói dữ chưa? Đói mà sao thấy cái bụng còn giòn giò vậy ta? Bụng vậy là sệt dữ lắm rồi đó. Hồi trước á, giao tay á, cô chú anh chị xuyên lắm à, tập thể dục mỗi ngày luôn hả mẹ? Ý hay dừng em biết nha. Tập thể dục với chung với mẹ. Bây giờ giao tay làm biến. Giao tay rồi hả cô chú anh chị? Ở đây làm biến à. Giờ mẹ cho cá vô mẹ muốn luôn. Wow, giao tay có con cá tươi con ngon quá trời luôn. Con nhớ hồi nãy mình có hai con tép lần mẹ. Cho xả vô luôn. Mà sao cuối cùng không biết sao còn có còn sót lại dưới. Còn sót dưới chỗ dạ, chắc vậy. Dưới. Hai ơi. Ừ? Mới lượm được chữ này nè. Cá muối xả là đúng ý của su su với thành nhỏ luôn mà. Mới lượm được. Bữa nay mẹ nấu cơm nhiều không mẹ? Mẹ nấu cơm nhiều. Dạ. Có mới lượm được. Mẹ nấu cơm nhiều. Dạ đúng rồi. Để nấu cái hai con mới lượm. Để mình nấu ít cái nó không giá màng. Dạ. Giờ mình chuẩn bị chiên cá hay nè. Ừ. Dạo thôi mẹ cho cá vô. Không được cho sức khỏe. Lúc này lúc khác. Ừ. Cá này chắc mình chia làm hai đợt quá hết nè. Để chia ra hai đợt chúng ta. Dạ, tại vì cũng ngọt. Dạ. Em mình gần chút mà được nồi canh hết nè. Ừ. Gắn thì ít mình cho đi đủ hơi nhiều. Tính ra mình cũng dễ á nè. Ừ. Bữa nào có đồ ăn nhiều thì mình trả ăn đồ bỏ ít lại. Mời màn có sẵn đang chờ đợi thôi. Dạ, còn trả cá. Cá mình cũng chín luôn đó nè. Chín. Ốp hàm với bé su su với bé thành cũng mới về tới luôn rồi chứ anh chị. Thì đồ ăn mình cũng chín luôn rồi. Chín nè. Dạ. Mày gấp ra vậy là gấp ra được rồi đó con. Dạ. Nghe vậy gấp ra mình dọn cơm nha. Đói bụng quá. Chắc mấy đứa nhỏ nó cũng đói rồi. Mày nghe cha nói gì không nè? Cha nói gì? Cha nói con vịt của mình bị chó cắn á. Giờ nó ốm nó bỏ ăn luôn. Trời đất ơi. Chuyện gì? Dạ. Chó mấy con chó mình nó hư quá. Sao kỳ á, có lúc nó bỏ rồi sao tự nhiên giờ nó giải trứng nó lên. Ai tét cho người đâu lại thấy con. Đâu mất tiêu con hả? Cá chiên xả thì ngon lắm. Cá chiên xả con thì vừa cho con dạ. Bự quá thấy gì chứ không ngon. Nhưng mà mấy con này hấm ra ha trời ngon. Cái dắt quá. Nó vậy mà nó còn bắn rồi nè. Ừ. À hôm bữa con nhớ là có như có người anh hay gì chỉ con á là khi mà mình chiên cá là mình cho bột năng vô mẹ. Chút bột năng vô là nó không có băng nha. Dạ nó không có bị bắn dầu. Để dầu vô trước á. Mình, dạ. Mình để dầu rồi mình để bột vô. Dạ đúng rồi. Để lần sau mình áp dụng thử nha nè. Thôi để chín hết rồi. Để mẹ đi. Nãy giờ mẹ bớt lửa ra đó đợi Út Thành được về đó chứ dạ. Thôi là gục hết. Ngon không? Ngon. Con đói bụng chưa? Đói bụng. Đói bụng. Đói bụng mẹ. Đói bụng mẹ đợi con. Quay. Gắn này nó tối ngủ mẹ còn đi đợi đèn mẹ. Mẹ đúng đúng. Về mệt quá trời hết hả? Mệt quá. Gắn này nó chết xui vậy. Không biết nó xui hay là tại mình hên nữa. Mình hên nha, mới có món canh nhà thấy con đi mệt á. Con Thành su rồi đi mệt không có canh ăn. Chưa gì chân là hở là su nó hay chăn nước cơm. Dạ. Mình ra bữa nay nấu canh cho nó ăn. Ngon quá mẹ, hấp dẫn quá nè. Dạ, cái này mà gót nước mắm nha, xong rồi dầm ớt cay cay vô nữa ha. Cay cay vô. Dạ. Quá hấp dẫn là chu chu quá. Hơn quá chú ơi. Khúc này là cái khúc gay cắn với cả chu chu. Dạ dạ. Chú Hồng đi về thấy có cơm mừng không Thành? Quá mừng lắm. Ở nhà hai mẹ con cũng suy tính suy tính. Nói nếu mà đợi thì kiểu là đợi thì giống như mọi ngày của chú chị thì clip thì đông đủ thì sẽ vui hơn. Nhưng mà
thấy sợ tụi nhỏ đói bụng, với lại Út Tây nghèo cũng đói nữa, nên là thôi hai mẹ con tranh thủ luôn. Sao đói bụng chưa vô tay? Dạ. 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 Còn nóng nữa. Tại vì giờ này cũng tối á cô chú anh chị, nên là lúc nãy Thành cũng tranh thủ làm clip xong rồi cũng đưa bé Thư về bển luôn, đi vòng về bây giờ hơi trễ. Giờ Thành cũng xin mời cô chú anh chị dùng cơm chung với gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Đây dặn cái tay lưới đạt kỷ lục từ hồi đó tới giờ luôn cô chú anh chị. Út Thành nhắm coi như cái cá Út Thành chắc cỡ 7kg không? Con thấy hờn á. Cái túi đó đợt bắt chuột á Thành. Dạ. Là 7 kg luôn. Cái túi mà cái túi cá nó dẻ vậy đó. Nó dẻ cô. Cá dẻ. Cũng cỡ đó vậy. Lúc mà ở dưới ao á, trời chứ hai vỏ lên không nổi luôn. Bơi bơi cái xuồng lại mà kiểu như là dục lên xuồng mớ nữa đó chú. Quay qua quay lại thấy trên xuồng không đâu, giật mình. Rồi cá sách mà con nhiên mình bên nữa con chịu bên này lại như nè, con sách không nổi. Con cá ngắn thì cái gì chứ chiên xả ngon. Dạ, dạ. Cá này ở bên bển kêu bằng con cá ngắn coi chứ anh chị. Hồi đó tới giờ well, đó, chuyến hải được con tép nữa nè. Nghe bé Thu với bé Thành nó nói là con cá này con cá ngán. Thì giống như là Châu nghĩ là ngán là so với hai bạn thôi, chứ không nghĩ là ngán so với tất cả mọi người ở vùng đó luôn. Nhưng mà tới khi mà mình bắt xong rồi mình đi lên đó thì có mấy chú ở gần lại, thì mấy chú cũng nói ôi trời ơi, bà cá ngán này đem về ăn đi, chứ ngán không chết luôn. Nghe lại ai thấy cá này cũng lắc đầu chạy. Nhưng mà mình bắt được thì mình mừng đó chứ anh chị. Con cá này là hồi mùa dịch là chế Châu mình sống nhờ con cá này nè. Bởi vì từ đó mà con biết ăn nó nhiều mà cũng cảm nhận được nó cũng rất là ngon. Cô Ai ơi, chén cơm mày được khuyến mãi thêm con mũi. Tối con mũi rồi. Trời mưa. Nhưng mà kiểu ai thích sao con không biết nha. Nhưng mà theo cái quan điểm của con là con thích ăn con cá phi hơn là con cá chẽm. Cá chẽm ăn thì cũng cá chẽm xong ăn cũng được. Mà cá phi xong ăn cũng ngon. Út Thành hồi đó về có từng ăn con cá phi mà con cả 700-800 gram chưa? Như có, con cả 600-700 gram có. Ăn ngon lắm Út Thành à. Ở cái đợt đó mình bắt cá phi bự rồi mình hấp đó Thành. Dạ. Hấp con ăn cũng ngon, thịt nó cũng ngọt. Mà con thích mấy con cá nhỏ nhỏ gì nè, con chả. Dạ. Thật đó, hấp hành với gừng rồi đó mẹ, gói rau thôi vậy đó. Thật đó có hai dinh như bổn của ông cậu rồi nè. Đầy đủ hết trơn. Có không? Hai dinh thì giờ có vợ rồi giỏi lắm cô chú anh chị. Chú Vinh. À, Vinh giờ có vợ lo làm gớm. Đủ bổng chín dữ rồi. Chín quá nè. Cái con rắn này là nó xùi nè cô chú anh chị. Chị Hai tự nhiên nói thấy con lươn cái gì mà nó vàng vàng nó lội. Cái mình cũng không biết thôi, nhìn ra ngoài giữa ao thấy con rắn nổi lên ra chứ. Nhìn thì nhìn nó dưới nước á thì nhìn nó lại lại vậy nè. Xong rồi mình nói giống con lươn mà giờ giống rắn nó không biết con gì. Cô Hai làm thằng con thấy cũng suy nghĩ không biết con gì chụp tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà kiểu là do làm Út Thành với lại Thành nhỏ với Thành Xu á cũng hăng hái lắm chứ vậy. Mình nghĩ là lúc đó tại vì cũng thấm mệt rồi. Mà không hiểu tại sao khi mà nghe tới con lươn giống con rắn thì lại hăng hái quá trời. Cái quần vừa mới mặc vô rồi cô Hai, vừa mới thấy quay đầu quay qua quay lại thấy nó cái cải quần dùng cái bẹt thối như cái đùng. Lúc đó là Thành nhỏ là còn đợi nó bảo hiểm nữa. Dạ. Nói chung là quay bữa nay là hai clip nhưng mà không có cái khúc nào mệt hết chân cô chứ anh chị. Dở lưới háo cá cũng mệt nữa, chỉ có cái khúc bắt con rắn là mệt nhất. Nhóm người ta kiếm cái cây gì còn Út Thành giác nguyên cái đồ kéo cá. Còn quay qua quay lại thấy không y mà không có gì hết trơn á, chỉ có cái này thôi phải giác thôi. Lặn dưới mương thì vừa lúc nữa. Con không mắc cười gì, Út Thành đặt con rắn mà con rắn nó lặn không nổi. Cái là thọt, 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 thọt. Nhưng mà cái lúc đó là nhỏ Thành giác cái cây đó thì mới bắt được rắn. Chứ tại vì ở xung quanh đó là kiểu không có cái cây gì để mà mình cầm được hết trơn. Mà hình như em có đập trúng đó nha. Có em đập trúng á. Con đắt con trọi như đúng rồi. Phút sau con sập cái lỗ ngay trên giữa đó, con loại đâu có nổi nữa. Con cờ lết vô, con nói rồi, nó lên bờ nó chạy. Con trọi đắt vậy là con rắn nó. Cái sợ nó lặn á nè. Sợ nó lặn. Dạ.
Con không cho nhiều mép. Vì đâu gần tới mà gần tới gắn mà đâu còn đi nổi nữa đâu. Cà nhít vậy đó là đi hết nổi rồi đó. Giò cẳng như là túm hết. Cái lúc bắt gọi con đi vô nổi, con lết 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 vô lên bà úp thành trở tượng hai cái giò giống như nó đi quý quý đi trên chân không vậy đó. Chứ chú cũng quá trời đuối à. Hỏi con gắn mày đuối rồi tao cũng đuối luôn. Lên tới trên bờ con leo lên leo không nổi trời. Mà nếu con gắn mà. Mình nên thấy mình nên là thua. Mình nên nhầm nếu mà lại gần tới nó lặn hơi một rồi nó thấy giờ mà đi lên rồi. Gắn đó nó lẹ lắm, mình nên bắt không dính nó đâu. Mà con gắn nó mà nếu mà ở trên khô quá thành ở thành vượt nó khùng đường á. Nó dưới lại mình á. Nghe nói con gắn đó ở trên khô nó dữ lắm. Nó hổ ngựa cô chú anh chị. Lúc đầu thì mình cũng nhìn thấy xa xa rồi mình thấy rõ rõ là biết nó là con gắn không quay đầu. Ủa hả? Mình hình mới dám ngựa. Con gắn con ngựa đó nó cũng có cái tên khác là gắn bắt chuột đúng không? Con gắn đó là... Đúng rồi, ta nói vậy đó mà không biết có không à. Nó là gắn... Nó là gắn mỗi vợ đó. Dạ. Trong nhà. Ủa hả? Sau này nó nhưng nó là gắn bắt chuột thì nó cắn nó sẽ bắn. Ốc ngựa đó nó sẽ bắt ốc. Nay nhà nên buồn không vô tay? Về buồn á Thạch, chứ mẹ về vô tay giận á Thạch. Về có chùm giỡn khóc rồi hết hết không? Về giận, không thèm nói chuyện luôn. Ở sao giờ hết giận hả vô tay? Hết giận hả vô tay? Đó, mỏ nhọn tới rồi đó. Tức là gắn này cũng ngang cân nhé. Gắn này gắn to hả bà cô? Làm gắn này đi Thạch đây cho dưỡng sức lại, su. Làm miếng gắn đi xuống. Ừ, cho người là công lớn nhất bắt à, ăn chứ. Ngọt lắm. Hồi trưa thằng Thu cũng nói có câu gì ăn gì bộ nấy đó Thành. Rồi ăn con gắn cái lưng dài quá cái Thu làm biến dữ à. Dài rồi nè. Lưng anh cũng dài rồi nè. Nói gì nói chứ mời chắc mình đi kiếm cá quá không hả? Dạ. Đi kiếm cá biết gì không? Đi chứ. Cá có trứng bù lại cho tôi nghĩ lại có lỗi. Cá có cái trứng bột. Hèn chi hồi nãy là con để xe con chạy ra mà nó nghiêng nghiêng bên luôn. Lại con quay qua con hỏi thôi em lại anh sao ngồi chạy xe ngồi mà ngồi nghiêng lắc hoài sao cô nấu nhớ vụ mà ăn trứng bội trứng mít xương anh làm anh em mới lâu rồi đó.